Chào mọi người ha. Mình đang ngồi nghỉ một tí, trời rất là nắng. Hôm nay là ngày bên đây nó gọi là ngày PC Day, ngày của tỉnh bang PC.
Rất nắng, mọi người tập tới cái chỗ khu San Juan này rất đông. San Juan nó có một cái eo vịnh biển á, nó gồm nhiều thuyền và kayak á, người ta cho thuê, ai tới thì thuê cái kayak để mà chèo, còn thuyền thì mình không cho tới hỏi giá lắm, thì thuyền nó sẽ chở mình đi vòng vòng cái vịnh này. Nếu mà dòng nó vịnh ra thì mình đi ra cái khu mà Granville Island nè, đi ra Granville Island á, ra cái khu mà gọi công viên Vanier hồi xưa mình có quay một lần đó.